Xin chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay trời rất đẹp và hy vọng chúng ta có những ngày tháng đẹp trước mắt khi mùa xuân, mùa hè tới và đại dịch Covid-19 phải ra đi. Thưa quý khán thính giả, chúng ta không muốn Covid-19. Chúc quý vị nhiều niềm vui sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả những tin tức về hoa kỳ với một vài tin rất đáng chú ý như sau công ty dược moderna thử nghiệm vaccine mới để chống covid thị trưởng thành phố arizona phẫn nộ khi liên bang có kế hoạch thả những người nhập cư bất hợp pháp trong cộng đồng của họ con rể cựu tổng thống donald trump bất ngờ mở lời về chính quyền tổng thống biden Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên về Hoa Kỳ nói đến công ty Moderna hôm 15 tháng 3 đã loan báo là họ đã tiêm một ứng viên vaccine mới cho những người đầu tiên trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu để đánh giá xem vaccine thế hệ tiếp theo này hiệu quả như thế nào. Công ty Moderna cho hay là vaccine mới có tên là mRNA-1283 có thể được tồn trữ trong tủ lạnh thay vì tủ đông, nghĩa là dễ phân phối hơn, nhất là tại các nước đang phát triển. Giai đoạn đầu của nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn và tính sinh miễn dịch của mRNA-1283 và sẽ được tiêm cho những người trưởng thành khỏe mạnh hoặc là một liều hoặc là hai liều cách nhau 28 ngày. Công ty đã nói rõ như vậy. Và vào hồi tuần trước thì công ty Moderna đã bắt đầu tiêm chủng cho những người tham dự đầu tiên liều vaccine tiêm bồi chống COVID trong một cuộc nghiên cứu thử nghiệm của công ty này. Và thưa quý khán giả, đó là một tin vui nữa. Ngoài những vaccine mà chúng ta đang thử nghiệm hiện nay hay nói một cách khác đang thực nghiệm hiện nay đã được trích công ty moderna còn đang đi xa hơn và dĩ nhiên là các công ty dược trên thế giới đặc biệt của hoa kỳ cũng đang có những nghiên cứu rất đáng ca tụng và chúng ta phải nói rằng cảm ơn những nhà bác học những nhà đã vui đầu và trong thời gian qua cũng như cựu tổng thống donald trump bây giờ không còn nữa trong tòa bấy gốc nhưng chúng ta không quên ơn của cựu tổng thống donald trump và chính quyền của ông Bản tin thứ hai là cũng liên quan đến vaccine COVID-19. Các quốc gia của khối châu Âu đã tỏ ra ghen tị với chiến dịch vaccine của Hoa Kỳ. Tốc độ tiêm chủng COVID-19 tại Mỹ đang ngày càng được đẩy nhanh, trong khi châu Âu lại gặp đầy những vấp váp khiến cho người dân của châu Âu không khỏi chán nản. Một năm qua để chiến lược chống Covid-19 của Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, không khiến người dân châu Âu phải cảm thấy ghen tị hay là ngưỡng mộ. Nhưng điều này bắt đầu thay đổi. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ đạo các tiểu bang đến ngày 1 tháng 5 năm nay phải cung cấp đủ vaccine cho tất cả những người lớn trưởng thành. Như vậy là thắp lên tia sáng hy vọng trái ngược với tình hình u ám ở bên kia bờ đại tây dương trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hướng tới mục tiêu cho phép người Mỹ tổ chức các lễ kỷ niệm nhỏ vào ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 sắp tới, thì người châu Âu lại đang loay hoay với quyết định có tiếp tục tiêm vaccine của công ty AstraZeneca hay là không. Ít nhất đã có 9 nước của khối Liên Âu tuyên bố ngừng sử dụng loại vaccine AstraZeneca vì họ lo ngại về nguy cơ chúng tạo ra những cục máu đông gây tử vong cho người được tiêm. Bất chấp việc cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng vaccine không an toàn này. Và thưa quý vị, trong khi đó, số ca nhiễm gia tăng trở lại khiến cho nước Ý phải tái áp đặt lệnh phong tỏa và giới chức y tế của Đức thì cũng đã cảnh báo nước này sắp chứng kiến làn sóng COVID-19 thứ ba. Tại Pháp, nơi mới chỉ có 6.4% dân số được tiêm mũi vaccine COVID lần đầu tiên. Các chuyên gia phải thừa nhận là Mỹ đã vượt xa họ chúng tôi đã cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của nước mỹ trong chiến dịch tiêm chủng này một nhà bình luận đã nói như vậy với đài truyền hình pháp rcl và như các nước châu âu khác thì chương trình tiêm chủng của nước pháp đang chậm trễ nghiêm trọng do nguồn cung không bảo đảm cũng như hàng loạt thách thức hậu cần khác người dân nước pháp cũng có mức độ hoài nghi cao về loại vaccine một rào cản không nhỏ Giữa bối cảnh đó thì tâm lý giận dữ đang bùng lên khắp châu lục trước thực tế là Liên minh châu Âu tức là khối Liên Âu đã chấp thuận xuất khẩu hàng triệu liều vaccine sang các nước khác bao gồm cả Mỹ, Mexico và Canada trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden chặn xuất khẩu vaccine sang những quốc gia láng giềng và cả các quốc gia khối Liên Âu. Sister là một trong những tờ báo lớn nhất của nước Đức hôm 12 tháng 3 vừa qua đã gọi việc Mỹ cấm xuất khẩu vaccine là tự cao, tự đại và thái quá. Trong bối cảnh đó thì tranh cãi về độ an toàn của vaccine công ty AstraZeneca là loại vaccine đã được cấp phép ở châu Âu nhưng chưa được Mỹ phê chuẩn là một đòn dáng khác đối với nỗ lực triển khai vaccine của châu Âu vốn đã chỉ trệ cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung và các chuyến hàng bị trì hoãn cũng như những lúng túng trong khâu phân phối các loại vaccine. Nói đến đây thưa quý khán giả, đó là một tin ít nhất là tại Hoa Kỳ chúng ta là một quốc gia mà chúng ta đã thấy là chịu nhiều sự khổ đau nhất trong cái mùa đại dịch này thì ít nhất là bây giờ nhờ từ đời chào cựu Tổng thống Donald Trump và bây giờ dưới chào của Tổng thống Joe Biden chúng ta đang được như thế này và hy vọng chúng ta sẽ thấy ánh sáng thực sự không phải le lói nữa mà là tỏa sáng cuối đường hầm ra cả một chân trời đẹp thưa quý khán thính giả. Và bản tin còn nói thêm là việc số ca nhiễm ở nhiều nước có xu hướng tăng trở lại càng làm trầm trọng thêm tình hình ở bên châu Âu. Tại nước Ý thì sự xuất hiện các biến chủng lây lan mạnh hơn cùng với việc nước này không thể tiêm chủng đủ nhanh đang thúc đẩy một đợt bùng dịch thứ ba. Ngày 15 tháng 3 vừa qua thì hơn nửa đất nước của Ý có khả năng bị đóng cửa hoàn toàn. Truyền thông của nước này nói là chính phủ có thể đặt đất nước vào tình trạng phong tỏa trong dịp lễ phục sinh 4 tháng 4 sắp tới đánh dấu năm thứ hai người dân Ý phải sống trong bế tắc vào kỳ nghỉ lễ nước Ý ba tuần qua đã bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm gia tăng rõ rệt và các bệnh viện ở một số khu vực như thành phố Brescia ở phía bắc của nước Ý đã phải phát đi cảnh báo đối với dân chúng và trên toàn nước Ý số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã tăng lên 40% tức là khoảng 3.000 người kể từ ngày 18 tháng 2. Và trong cả đợt thay thì làn sóng bùng phát trước đây hồi tháng 3 và tháng 11 năm ngoái, số người phải chăm sóc đặc biệt là khoảng 4.000. Vòng phong tỏa mới càng gây nhức nhớ hơn khi đối diện với thực tế là tốc độ tiêm chủng ở nước Ý cũng như các nước khác ở châu Âu đang vô cùng chậm chạp Nước Ý chỉ có khoảng 4.4 triệu dân, tương đương khoảng 7% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine mà thôi. Trong khi đó chỉ có 1.8 triệu người được tiêm đủ hai liều. Người dân đã kiệt sức sau một năm có quá nhiều hạn chế, quá nhiều vấn đề bị ngưng động. Ông Luca Zaya là thống đốc vùng Veneto phía bắc của nước Ý đã nói như vậy. Và tại nước Đức thì sao? Bản tin của Hoa Kỳ chúng ta cho thấy rõ, chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đã hứa rằng đến tháng 9 tất cả người trưởng thành muốn tiêm vaccine sẽ được tiêm ít nhất một mũi. Và đến nay thì nước Đức đã tiêm được những mũi vaccine đầu tiên cho 7.2% dân số so với gần 20% ở Mỹ của chúng ta. Thật đáng buồn là đại dịch vẫn chưa đi qua. Đó là lời phát biểu của ông Lothar Willer là Chủ tịch Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang của nước Đức. Ông nói tiếp, trái lại, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một đợt bùng phát thứ ba. Nước Đức đã từng trải qua nhiều cấp độ phong tỏa khác nhau từ đầu tháng 11 năm ngoái, nhưng bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế vào tuần trước khi trường học rục rịch mở cửa trở lại tại nhiều khu vực. Các thành viên trong cùng gia đình có thể tụ tập thành nhóm tối đa là 5 người. Nhưng kế hoạch mở cửa trở lại còn phụ thuộc vào mức độ lây nhiễm và con số đang tăng trở lại. Chúng ta đang chạy marathon. Đó là lời phát biểu của ông Willer bình luận. Nước Đức thì cho rằng lý do chủ yếu khiến chương trình triển khai vaccine của họ chậm chạp bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến nguồn cung. Tuy nhiên thì các vấn đề hậu cần và quyết định ban đầu mà chính phủ Đức đưa ra là không tiêm vaccine của AstraZeneca cho người trên 65 tuổi cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực tiêm chủng của nước Đức. Các số liệu thống kê quốc gia cho thấy có hàng triệu liều vaccine đã được phân phối nhưng không được sử dụng tại nước Đức. Trở về lại Hoa Kỳ của chúng ta thì ngoài những tin rất lạc quan về COVID-19, hiện nay Hoa Kỳ có tới khoảng 3.000 thanh thiếu niên nhập cư bất hợp pháp tại một trung tâm hội nghị ở thành phố Dallas. Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch sử dụng trung tâm hội nghị ở trung tâm thành phố Dallas để chứa tới khoảng 3.000 thanh thiếu niên nhập cư vì số lượng người vượt biên ngày càng cao đã làm hạn chế nghiêm trọng khả năng giữ thanh niên hiện nay. Theo một bản ghi nhớ của hãng AP, trung tâm hội nghị có tên là Kay Bailey Hutchinson sẽ được sử dụng trong tối đa 90 ngày kể từ đầu tuần này, theo thông báo bằng văn bản được gửi tới các thành viên của Hội đồng thành phố Dallas hôm thứ Hai vừa qua. Theo bản ghi nhớ thì các cơ quan liên bang sẽ sử dụng cơ sở này để giam giữ các cậu bé từ 15 đến 17 tuổi, tức là còn đang trùng tuổi thiếu niên. Trong đó mô tả địa điểm sắp mở cửa như một trung tâm giải nén Dịch vụ y tế và nhân sinh Hoa Kỳ đang gấp rút mở các cơ sở trên khắp đất nước để giam giữ trẻ em nhập cư đang bị cơ quan tuần tra biên giới Hoa Kỳ giam giữ. Cơ quan này thường được cho là sẽ giam giữ trẻ em không quá 3 ngày. Lực lượng tuần tra biên giới đang giữ trẻ lâu hơn vì không còn chỗ trống trong hệ thống của bộ HHS, tức là bộ về gia cư, tương tự như đợt gia tăng di dân lớn gần đây nhất cách đây 2 năm một cơ sở lều điều hành bởi ông bởi uh, tổ chức Patrol Border nằm 165 dặm về phía nam của thành phố Dallas đang nắm giữ hơn 1.000 trẻ em tức là giam giữ cũng như thiếu niên và một số trẻ luật sư người kiểm tra các cơ sở giam giữ người nhập cư thuộc tòa án giải quyết cho biết là họ đã phỏng vấn những đứa trẻ này và cho biết những trẻ em bị giam trong điều kiện chật trội trong lều một số ngủ trên sàn và những trẻ khác không được tắm trong năm ngày thưa quý khán thính giả một bản tin kế tiếp cho chúng ta thấy tình trạng hiện nay và có lẽ đây là một cái khó cho tổng thống joe biden hiện nay làm mạnh như thời cựu tổng thống donald trump hay nương tay như chúng ta thấy hiện nay hai cái đều là cái khó cho Tổng thống Joe Biden. Bản tin tiếp theo còn cho chúng ta thấy tình trạng thị trưởng ở tiểu bang Arizona đã phấn nộ khi liên bang có kế hoạch thả những người nhập cư bất hợp pháp trong cộng đồng của họ. Thị trưởng đã bày tỏ sự phẫn nộ và lo ngại khi liên quân có kế hoạch thả những người vượt biên trái phép trong thị trấn của ông. Đó là ông Gilaben ở tiểu bang Arizona đã nói với Fox News hôm thứ hai rằng ông rất lo ngại về cuộc khủng hoảng leo thang ở biên giới Mexico vì tin tức về một dòng người nhập cư bất hợp pháp tiềm tàng không ngừng sẽ hướng đến cộng đồng của ông. Ông nói, "Thế giới của bạn, thị trấn của mình, khoảng giữa Sonota, Sonora với Mexico và thành phố Phoenix được về cơ bản là thực hiện thành một điểm tham chiếu cho những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt bởi liên bang. Ông nói rằng thành phố của ông đã rất suy sụp về kinh tế vì đại dịch và thậm chí nó không có các nguồn lực cơ bản cần thiết cho những gì mà cần để có thể lo được cho những trẻ em hay là cho những người bất hợp pháp. Ông nói, chúng tôi hầu như không đủ khả năng để chăm sóc những người mà chúng tôi có ở đây và cộng đồng của chúng tôi bây giờ và ngay từ bây giờ, ngay từ phút này. Đội tuần tra biên giới đã khuyên chúng tôi rằng họ sẽ thả mọi người ở đây và làm những việc đại loại như là đây là vấn đề của bạn. Chúng tôi không có khả năng. Thị trưởng của thành phố này đã tuyên bố như vậy. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ tiêu tốn hàng chục nghìn mỹ kim mỗi năm để có thể cung cấp cho họ một chai nước và một chiếc bánh sandwich thôi chứ đừng nói những chuyện khác chúng tôi không có đủ khả năng và thưa quý vị một lần nữa như chúng tôi vừa nói ở phần trên vấn đề nhập cư bất hợp pháp đặc biệt là ở biên giới phía nam giữa Hoa Kỳ và New Mexico là một vấn đề mà Tổng thống Joe Biden phải hành động có lẽ không hoàn toàn cứng nhắc như trí trào cựu Tổng thống Donald Trump nhưng cũng không thể lơ là và không thể nơi lòng tay người nhập cư bất hợp pháp và đặc biệt là sau khi họ được tin ông Joe Biden thắng cử, họ đã ảo ảo tống con cái của họ, họ cho trẻ con đi trước để rồi con khi vào nước Mỹ rồi sẽ bảo trợ cho bố mẹ, cho thân nhân. Không ai cho cái mẹ không có, đó là một câu cái giao mà chúng tôi được học lúc còn đang ở trung học. Khi đó chúng tôi học tiếng Lan, không ai cho cái mình không có, không thể cho nếu mình không có đủ. Nước Mỹ sẽ tốn rất nhiều và người dân Hoa Kỳ cũng sẽ phải tốn thêm nhiều tiền thuế nữa để làm những chuyện đó không thừa quy khả đơn giản. Bước sang một bản tin khác là ba người đã chết, một số người bị thương ở thành phố San Diego sau khi một chiếc xe ô tô lao vào người đi bộ. Bản tin cho hay là ba người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương do một chiếc ô tô đã đâm vào người đi bộ ở thành phố San Diego hôm thứ hai vừa qua theo như cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết. Cảnh sát nói rằng chiếc xe đã lao vào người đi bộ trong một đường hầm trên đường B gần trường cao đẳng thành phố San Diego vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày thứ hai. Và họ cho biết là trong số 9 nạn nhân 3 người đã chết, hai người đang trong tình trạng nguy kịch và bốn người chưa rõ tình trạng. Cảnh sát nói họ biết người dân ngủ dưới gầm cầu và có lều cũng như đồ đạc nơi chiếc xe leo lên vỉa hè rồi cày nát người đi bộ rồi quay trở lại được theo cảnh sát người điều khiển chiếc xe là tên là Craig Voss 71 tuổi đã bị buộc tội lái xe dưới ảnh hưởng và một số tội danh gây thương tích trong khi phạm trọng tội ngộ sát khi lái xe cảnh sát trưởng ông David đã cho biết là Sở Cảnh sát thành phố San Diego đang tìm kiếm các cảnh quay đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Gọi là dưới ảnh hưởng có thể là vì rượu, có thể là vì thuốc. Thưa quý khán giả, một ông 71 tuổi thì rất có thể trong cái lĩnh vực đó. Và cũng rất có thể, vì hiện nay chưa có nói rõ nguyên nhân tại sao, rất có thể. Bởi vì gầm cầu như vậy là hầu như là những người vô gia cư nằm ở dưới các cái 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 đường vất ngang là chúng ta hiểu chuyện đó. Một bản tin khác về thị trường chứng khoán New York thì chứng khoán Hoa Kỳ lại lập kỷ lục một lần nữa. Các chỉ số của thị trường chứng khoán trong đó có DJIA và S&P 500 đều lập kỷ lục mới phiên đầu tuần vừa khi nhà đầu tư lạc quan về việc mở cửa lại nền kinh tế trong đại dịch COVID-19. Và lúc đóng cửa thì phiên giao dịch hôm 15 tháng 3 vừa qua, chỉ số DJIA đã tăng 0.5% lên đỉnh mới tại 32.953 điểm. Và ngày hôm thứ hai cũng là phiên tăng thứ bảy liên tiếp của DJIA, dài nhất kể từ tháng 8 của năm 2020. Trong khi đó thì S&P 500 tăng 0.65% và xác lập kỷ lục mới tại 3.968 điểm. Đây là phiên tăng thứ năm liên tiếp của chỉ số này. Nasdaq Composite cũng tăng 1.1% lên 13.459 điểm. Và ngày hôm qua, cả nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ mở cửa lại của nền kinh tế và cổ phiếu các hãng công nghệ lớn đều đi lên. Hai hãng bay American Airlines và United Airlines tăng 7.7% và 8.3% khi quá trình tiêm vaccine tăng tốc và người Mỹ đã bắt đầu đi du lịch trở lại. Cổ phiếu của công ty Apple cũng tăng 2.5% chủ yếu vào phiên chiều. Việc này giúp cho thu hẹp mức giảm của công ty Apple từ đầu năm xuống dưới 7% sau khi gói kích thích 1.900 tỷ Mỹ Kim được thông qua hồi tuần trước. Khoản hỗ trợ 1.400 bắt đầu được chuyển cho những người dân Hoa Kỳ. Điều này được kỳ vọng là sẽ tăng tốc phục hồi cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ bước sang một bản tin có lẽ chúng ta cũng nên để ý một chút. Đặc biệt là cho những người thuộc sắc tộc châu Á không sống trong những cộng đồng lớn. Tỷ lệ kỳ thị người gốc Á lây lan cùng với Covid-19. Cộng đồng người Mỹ gốc Á đang rất lo sợ vì từ nhiều tháng qua đã trở thành mục tiêu của những vụ tấn công kỳ thị bằng cả lời nói cũng như hành động bạo lực, cứ như họ là nguồn làm lây lan COVID-19 vậy. Một ông già đã bị đẩy ngã ở thành phố San Francisco mà VBS cũng đã đưa tin trước đây. Một bà mẹ bị xô đẩy thô bạo ở thành phố New York. Một phụ nữ khác bị tấn công ở thành phố Oakland. Những sự việc như vậy thời gian gần đây xảy ra liên tục ở Hoa Kỳ và không còn là những chuyện vật bình thường nữa. Danh tính các nạn nhân đều là những người gốc Á sống ở Mỹ khiến cho người ta không thể thờ ơ với những vụ việc xảy ra. Theo nhiều người có trách nhiệm của các hiệp hội cộng đồng, hiện tượng này có liên hệ với đại dịch Covid-19 vẫn được cho là xuất phát từ Trung Quốc. Ngay từ tháng 3 của năm 2020, khi đại dịch Covid-19 tràn vào nước Mỹ, tâm lý thù hằn với người châu Á đã bắt đầu xuất hiện và một hiệp hội có tên gọi là Stop API hết. Đấu tranh chống bài Sức người gốc Á đã ra đời. Hiện nay thì trên khắp Hoa Kỳ có khoảng 21 triệu người Á Châu sinh sống, trong đó có người Việt Nam của chúng ta. Họ đến từ khoảng hai chục quốc gia. Không hẳn tất cả các vụ tấn công vào người gốc Á ở Mỹ đều mang tính động cơ kỳ thị chủng tộc, nhưng rõ ràng là người gốc Á cảm thấy không khí hận thù với họ ngày càng gia tăng cùng với đà lây lan của Covid-19. Thưa quý khán thính giả, đó là những nhận xét và những đóng góp ý kiến về vấn đề kỳ thị người gốc Á trong đó có người Việt Nam chúng ta đang xảy ra tại nước Mỹ hiện nay và chúng ta phải làm gì? Trong cách sống và nhất là cư xử ở những nơi công cộng, chúng ta nên làm để làm sao người bản xứ hay những người sắc tộc khác họ nhìn vào người gốc Á nói chung không phải như vậy chúng ta là sống có kỷ luật chúng ta sống có sự giáo dục giữ sạch sẽ không vứt bừa bãi rác rưởi không ồn nào to tiếng đó là những điều chúng ta có thể làm được từ quy khán tinh giả bản tin sau cùng nói đến việc con rể của cựu tổng thống donald trump đã bất ngờ mở lời khen về chính quyền tổng thống joe biden đó là ông jack kushner con rể cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Iran là một động thái thông minh. Trong một bài bình luận được viết ở trên báo Phố ngày 14 tháng 3, ông Jack Kushner là con rể và cũng là cựu cố vấn cao cấp của cựu Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chính quyền Tổng thống Joe Biden khi phát tín hiệu là sẵn sàng tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông nói, Mặc dù còn nhiều ý kiến lo ngại về đề nghị của đội ngũ của ông Biden trong việc hợp tác với châu Âu nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran, xong tôi cho rằng đó là một động thái ngoại giao thông minh. Ông Kushner đã viết như vậy. Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ thứ 45 cho rằng chính quyền của ông Biden có cơ hội để bảo đảm hòa bình ở Trung Đông. Bình luận của ông Jack Kushner đã gây chú ý bởi khi còn đương chức, Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi chính sách cứng rắn hơn với Iran, trong đó có việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, gọi đây là một thỏa thuận tồi với những điều khoản thảm họa. Tiêu quý khán đánh giả, bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ. Sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để nghe thêm phần tin thế giới với những tin như sau. Về Covid-19, Liên Đâu đề xuất hộ chiếu xanh để cứu ngành du lịch từ năm 2016 đến năm 2020, các thương vụ mua bán vũ khí trên thế giới giảm